Ariston nó bị ngược. Hai, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình ra công trình thực tế để cùng anh em kỹ thuật nhận phối tiếng đẹp lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời Ariston. Đây là mẫu máy Eco 2 được sản xuất năm 2022, mẫu mới nhất ha. Thì cái dòng Eco 2 á là cái dòng sản phẩm mà chỉ có F58 thôi, không có F47 nữa. F58 là ống thủy tinh á, dài 1m8, đường kính 5.8 á. Thì đây là cái khung máy nè, đã lắp hoàn thiện với bình bảo ôn. Thì chút xíu nó kỹ thuật sẽ tiến hành là cho ống thủy tinh vô. Đường nước lạnh thì vừa mới lắp xong, thì đợi khoảng 1 đến 2 phút để mà cái keo nó khô rồi đó. Rồi á, kỹ thuật sẽ tiến hành là vào ống thủy tinh nhân không. Giờ hiện tại thì sẽ tiến hành là cố định cái ống thông hơi đó, ảnh làm cái ống thông hơi, ảnh cột cho nó kỹ, đó là điều quan trọng ha. Thì hôm nay mình cũng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một công trình thực tế như thế này về cái dòng sản phẩm máy nước nóng năng lượng mặt trời Ariston. Đây là một trong những thương hiệu mà nha, cỡ khẩu trang nghe nó không có rõ tại vì có cái loa nó đang mở nó ồn quá hết. Cái dòng này là dòng Eco 2 nhá, mẫu mới. Thì Ariston là một cái thương hiệu của Ý và sản xuất theo tiêu chuẩn Ý. Thì chúng ta lưu ý như thế này, mình sẽ chút nữa mình giới thiệu về khung chân đế nè, bình bảo ôn cũng như là ống thủy tinh. Nhưng mà mình cũng giới thiệu thêm, thì đây là dòng sản phẩm theo mình đó là dòng sản phẩm cao cấp. Tại vì sao? Tại vì các cái thiết kế của nó rất là tỉ mỉ và đặc biệt hơn, có một số đặc điểm đặc biệt hơn so với những cái dòng sản phẩm của Việt Nam. Tuy nhiên bù lại đó thì chất lượng tốt, sản phẩm tốt thì giá thành nó sẽ cao. Mình không đánh đồng về các cái dòng sản phẩm ở Việt Nam thấp hơn, nhưng mà tất nhiên do cái tiêu chuẩn sản xuất cao hơn, khắc khe hơn thì giá thành sản phẩm của máy Ariston cũng sẽ cao hơn nha. Do đó nếu quý khách vì với các bạn chút xíu nữa mình sẽ giới thiệu các đặc điểm vượt trội đó, thì quý vị hãy theo dõi hết video. Đồng thời nếu quý vị và các bạn có những thắc mắc, có câu hỏi nào, có thể là comment ở phía bên dưới video hoặc gọi đến hotline của nhà phân phối tiếng đẹp 1800 646486, hoặc có thể nhắn tin qua Zalo, gọi cho mình 0933 347 492. Thì đây là một cái dòng sản phẩm mới Eco 2B 2 mà mình muốn chia sẻ và giới thiệu đến quý vị và các bạn những sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất, được bảo hành bảo trì ở chính hãng và được sự hỗ trợ của nhà phân phối tiếng đạt. Mời quý vị cùng theo dõi tiếp video của ngày hôm nay nha. Hiện tại kỹ thuật nhà phân phối đã tiến hành gắn xong bình bảo ôn của máy Ariston. Đây thì chúng ta cùng quan sát là đây là dòng máy 190 lít F58 Eco 2. Nó sẽ có 58 sẽ có là 18 ống thủy tinh F58. Lưu ý nha, đây là dòng Eco 2 mẫu mới của hãng Ariston ha. Thì đây chúng ta cùng quan sát thấy nè, này máy có cấu tạo sẽ là 3 lớp, thì ở ra bên trong là inox 304. Cái này là cái ron màu đỏ này, cái này màu đỏ là cái ron silicon. Này lớp form cách nhiệt FDI thì nó rất là dày, nhiều nhiệt. Cái này mà càng cứng á, mật độ nó càng cao á, càng dày đấy, thì nó sẽ giữ nhiệt càng tốt. Có nghĩa là cái mật độ nó cao nha, thì nó sẽ giữ nhiệt càng lâu hơn. Còn đây là bên bảo ôn đấy, có sơn tĩnh điện và đặc biệt trên bình thì có tên thương hiệu là Ariston. Đây là cái dòng Eco 2, nó có 18 ống ha. Thì đối với tại vì sao gọi là Eco 2, tại vì nó thuộc cái dòng thế hệ năm 2022. Nó có gồm những dung tích là 116 lít, 132 lít, 160 lít, 190 lít, 210 lít, 250 lít và
300 lít, và tất cả là đều ống thủy tinh là F58. Lưu ý cho quý vị, tất cả ống thủy tinh đều F58. Thì những cái dòng trước á, thì có dòng 116 và 132 thì ống thủy tinh là ống 47. Thì mẫu thủy tinh mẫu F58 này nó có nhiều dung tích hơn, phù hợp cho nhiều quý khách. Chúng ta có thể chọn dung tích phù hợp với số lượng người sử dụng cũng như mục đích chúng ta sử dụng sản phẩm. Và tiếp theo là cái ưu điểm vượt trội gì đối với cái dòng máy Ariston so với các cái sản phẩm hạn. Thì chúng ta lưu ý này, đối với máy Ariston hay thì ở đây chúng ta có cái ti này ở đây. Chúng ta quan sát thấy là ti này được gắn chặt trong bình mẫu ô ha, thì được gắn liền luôn chứ không có rời đó. Do đó khi mà kỹ thuật lắp đặt chúng ta cũng phải là lưu ý nha, chúng ta phải là sử dụng kim mẫu quả để chúng ta giữ cái kim giữ lại ở cái ti này, rồi bên ngoài này chúng ta siết lại để đảm bảo là cái ti này không bị xê dịch. Nếu mà bị xê dịch chắc chắn là sẽ bị chảy nước, tại vì ti này là ti dính liền ha. Lưu ý cho quý khách hàng lưu ý. Thì dòng này là dòng sản phẩm không mới hàng của Eco 2, đang được rất là nhiều quý khách hàng tìm kiếm và mong muốn sở hữu cái sản phẩm này. Hiện tại kỹ thuật nhân phối chứng đạt đang tiến hành lắp ống thông hơi. Thì ống thông hơi này kỹ thuật cũng đã có làm một cái thao tác nhỏ, đó là đánh một cái co để mà hướng nước nóng. Nếu trường hợp mà sử dụng không kịp thì nước nó phun, nước nóng thì phun để giảm áp thì phun vào phía bên trong này, nó tránh hiện tượng là phun về phía bên dưới. Lỡ mà người nhà có đi ra thì có thể là gây nguy hiểm. Đó cũng là một cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý khi lắp đặt đối với các cái vị trí như là ở gần bên cái hẻm hoặc là các góc mà nó phun phòng hờ, các cái trường hợp mà phun mà có thể gây nguy hiểm thì chúng ta cần phải lưu ý ha. Chúng ta làm cái co đánh để điều hướng phun, còn bình thường chúng ta có thể không làm ha. Thì đây về cái hệ thống đường ống nước nóng thì được nhân phối tiếng này đang làm. Ở đây là cái đường nước ra này, đường nước nóng ra phải có ống thông hơi. Khi mà đường nước xuống có một cái van khóa ở đây, van khóa ha. Qua đây là đường nước ra rồi, dẫn qua cấp qua cái hệ thống của nước nóng ở bên này thì cũng đã kết nối xong. Về hệ thống nước lạnh này chúng ta cũng thấy này, nước lạnh á sẽ lấy một cái vị trí ở đường này ra sau cái van khóa để mà cấp xuống qua cái chỗ nước nóng này này, cấp qua và đây là van một chiều được lắp vào ở cái vị trí kết nối của đầu nước lạnh. Thì chúng ta quan sát thấy là kỹ thuật cũng đã rất cẩn thận lắp thêm một đoạn ống nước nóng PVR luôn để đảm bảo cho quá trình sử dụng nó sẽ được bền hơn, lâu hơn. Đối với cái trường hợp mà chúng ta gắn ống nhựa PPR nó PVC á, nó gần với cái van trường thì nó tránh làm hiện tượng là làm cong cái ống PVC này đi, tại vì ống nước lạnh là nó sẽ không chịu nhiệt. Đây là cái kết cấu của máy ha. Đây là đường nước lạnh vô, có van chiều. Ở bên kia thì đường nước nóng ra và có ống thông hơi. Như vậy thì kỹ thuật cũng đã tiến hành thi công xong cái hệ thống đường ống nước nóng và nước lạnh rồi ha. Thì xíu nữa sẽ tiến hành là vào ống thủy tinh nhân thông. Bên kia là ống thủy tinh nhân thông của máy nước nóng đã chuẩn bị sẵn. Vào ống thủy tinh nữa là xong. Thì trong quá trình vào ống thì kỹ thuật sẽ tiến hành mở nước để nước ra. Vừa ra thì vào ống thủy tinh dễ hơn. Đồng thời máy sẽ sau khi lắp hoàn thiện khoảng 15-20 phút sẽ đầy nước ở trong các ống thủy tinh để đảm bảo an toàn là thứ nhất. Thứ hai là sẽ có thể kiểm tra được các cái trường hợp mà chúng ta lắp xong mà bị chảy nước. Thì cái chảy nước này nó có nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng mà cũng có trường hợp là do mình làm không cẩn thận thì nước nó bị nhiễu ra do cái đầu ron này cấn cái form á. Mình làm không cẩn thận thì nó sẽ chảy thôi, cho nên là cũng đòi hỏi kỹ thuật phải có kinh nghiệm. Đó là một điều rất là quan trọng trong quá trình chúng ta lắp đặt và thi công.
Đây là máy nấu năng lượng mặt trời Iriston do kỹ thuật nhà ông Phương Tiến Đề đã lắp đặt hoàn thiện ha. Thì hôm nay mình cũng anh em cùng với anh kỹ thuật là giới thiệu và chia sẻ đến quý vị và các bạn một sản phẩm thương hiệu chất lượng do nhà ông Phương Tiến Đề cung cấp. Là dòng sản phẩm này được sản xuất theo tiêu chuẩn của Ý, có những ưu điểm vượt trội mình cũng đã giới thiệu và chia sẻ trước cho khách hàng. Và dòng sản phẩm về thương hiệu Iriston thì chúng ta không cần phải bàn cãi nữa, đó là một sản phẩm chúng ta cần là chọn lựa sản phẩm thôi và chúng ta sử dụng, bởi vì chất lượng là sẽ nó không phải thể hiện ngày một ngày hai mà xuyên suốt quá trình thời gian gần cả mấy chục năm tồn tại trên thị trường Việt Nam. Do đó thì mình cũng giới thiệu và chia sẻ quý vị và các bạn một sản phẩm này. Quý khách hàng có thể liên hệ đến số hotline của nhà phân phối 1800 646486 hoặc có thể liên hệ trực tiếp đến mình qua Zalo hoặc gọi trực tiếp qua số điện thoại 0933 347 492 để được mình hỗ trợ về tư vấn về kỹ thuật cũng như là thông báo cho quý vị và các bạn được những chương trình ưu đãi, những cái giá khuyến mại và tốt nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn quý vị với những video clip tiếp theo. Và đặc biệt là subscribe, nhấn chuông, đồng thời là chia sẻ video này. Mình cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều để ủng hộ cho mình.